Ghi to mọi người ơi. Ôi. Ngon ngon quá đã. Đây. Đây. Xin chào tất cả anh em nha. Mời nhảy lên cá. Hôm nay anh em mình đây có hai anh em với đàn cháu đi xung quanh đập dây anh câu à. À, mới lên con đầu tiên mà vừa bấm máy nãy bấm lên cá bấm không kịp. À, anh em thấy không, cá này hết hồn luôn. Chạy ghê chưa. Con luôn chưa? Câu được mớ cá rô phi toàn là nhỏ nhỏ không à mọi người, làm xong nướng luôn. Ừ đây mọi người, làm được mớ cá quá ngon luôn. Đang chuẩn bị củi đằng kia kìa, có luôn hả, thịt luôn hả. Ai ông anh đưa tiền mua bia này ngon lắm mọi người. Cắm đâu không? Cắm xả đâu? Cá dính nè mọi người ơi. Ừ, ông nướng thì mày kỹ dữ đi. Vô lát câu anh em ơi. Bỏ cá đi ba đi bác ơi. Mày đâu? Đưa anh ngồi đi. Đây. Đây, về đây. Đấy, cũng nghe. Mời mọi người nha. Lai chim đi hoang dã bữa. Hai chân giò. Giờ mới được 12 giờ. Không, em mà không thật đó, em mà đi cắm trại mà ở trong rừng hay này kia là em sợ đói. Bị sao có chỗ nào có nước là có cá. Không. Kiếm cá là mình nướng mọi người nhá. Lát một kiếm ăn chứ đâu cần có đũa kìa, hết đũa ăn bữa nay anh bóc mới ngon.
nào. Cá ngon lắm mọi người. Ngọt là rất, rất chua. Ôi ngon. Trời ngọt mà bố luôn. Món này nướng ngay ông chủ ăn. Ngọt không chua như con cá chim lưỡi hôm bữa đâu mà. Đập cái đầu thôi, đừng đập. Đập. Anh có tư hồ gì với những con cá phiêu mà anh đập nó dưới vậy? Anh đập trong là anh thiêu sống luôn kêu. Cá ngon lắm mọi người, thịt không à. Má nhà ngon nè. Nè mời mọi người nha. Trời nó ngon cá nửa ký của canh Huế nó vàng nó ngọt. Nó nướng xong còn con lặng rưỡi à. Cá mà lớn rồi nó bảo cá nửa ký. Anh nghe cái chọc cho em cười em dính vô clip em gọi là tỏ lên cái nghe mình cười. Mình cười sao mà ghê, mãi mình cười bình thường mà. Nếu mở clip nữa nó thấy mình vui. Hai loại mà gom hết thì còn gì đó bị lạnh đó. Vậy hả? Còn đâu được như uống nào con. Ngon mày uống bây giờ mày cho tao uống. Đó, à? Nãy ai cũng uống bia kia xong mới uống bia này. Uống còn lâu à, ai biết đâu. Uống con lele này, con lele ủi nó xuống nó bắt được con. Rớt rồi. Cái đợt mà em nấu với cái đầu cá anh đâu ăn hả? Mày có mời đâu mà bảo tao ăn. Có mà ta hỏi vô chứ em thật lần nào gặp nó phải không à nó, em nói nha nó khoe nó bảo ông này là anh đầu cá nhiều nhất mà đầu cá của em lộ đồ cá. Ui, ông tổng quá không ơi cái ghê mẹ mày chết rồi con ta chỉ luôn vòng bên này đầu cá phi mà con từ nửa ký giờ lên á anh biết rồi anh má ông khoe tôi chục lần anh mà đến nỗi mà cái lưỡi mà rát luôn anh hiểu rồi ông khoe tôi chục lần chẳng biết ông mời cá luôn sạch thịt lâu ấy nam đã nó để của em nằm đợi chứ ê nó bệnh ngoài mà mấy tháng nay mà vẫn không chẳng thấy thằng nào tháng nay em có đồng nào đâu mà kêu em mời nhậu thì tôi chắc chết con cá về đồng không đúng không cái tháng này có cá về làm thì... nồi lẩu có bắt đồng cắt nào bình thường à, đúng rồi. Yeah.